Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mark Channel trong bản tin Daily ngày 2 tháng 6 và mình là Thảo Diên. Hãy cùng đồng hành với mình khám phá những tin tức công nghệ trong bản tin hôm nay nhé. Thông tin đầu tiên hứa hẹn sẽ khiến nhiều fan hâm mộ của chiếc Galaxy Note 7 phấn khích. Đó là dù không được phân phối chính hãng, nhưng một số đơn vị bán lẻ tại nước ta đã quyết định nhập chiếc Galaxy Note 7 tân trang, hay còn được gọi là Note 7 FE từ Hàn Quốc về nước ta. Được biết thì trước đây Galaxy Note 7 tân trang được dự đoán sẽ có giá khoảng 11 cho tới 12 triệu đồng khi về Việt Nam. Bất ngờ thay, mức giá mới cho Galaxy Note 7 tân trang thậm chí còn thấp hơn, chỉ dao động trong khoảng là 10 triệu đồng cho một chiếc máy mới 100% đầy đủ phụ kiện. Như vậy thì với mức giá này, chắc chắn Galaxy Note 7 tân trang sẽ tạo nên cơn sốt tại thị trường Việt Nam. Gặp phải sự cố cháy nổ nghiêm trọng hồi năm ngoái, tuy nhiên sự quan tâm của người dùng dành cho chiếc máy này không hề suy giảm. Cộng thêm với mức giá tốt, chắc chắn Note 7 sẽ trở thành cái tên được người dùng săn đón ở phân khúc 10 triệu đồng. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý là một khi bạn lựa chọn chiếc điện thoại này thì bạn sẽ không được bảo hành chính hãng bởi Samsung Việt Nam mà sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào nơi mua. Như đã biết, Samsung vừa tung ra bộ đôi Galaxy S8 và S8 Plus của họ với 5 tùy chọn màu sắc là đen, xám, bạc, xanh và vàng. Hiện tại, một số trang mạng nước ta vừa cho biết thêm rằng nhà sản xuất Hàn Quốc sẽ sớm phát hành thêm một tùy chọn màu sắc nữa của chiếc điện thoại đình đám này mà có thể sẽ là màu vàng hồng hay còn được gọi là màu hường. Được biết, phiên bản màu hồng Rose Gold của Galaxy S8 Plus được xuất hiện trên trang web Weibo của Trung Quốc nhìn có vẻ khá giống thật. Tuy nhiên thì cuối cùng, theo những cập nhật mới nhất của Mark Channel thì thông tin này chính thức lại là giả. Và hình ảnh màu hồng của chiếc Galaxy S8 kia thực chất chỉ là một ảnh render của fan hâm mộ trên diễn đàn Hàn Quốc mà thôi. Và khá bất ngờ khi nhiều trang công nghệ danh tiếng cũng bị nhầm lẫn bởi thông tin trên. Có lẽ điều này tương tự như thông tin về chiếc Nokia 8 đầu năm ngoái hay là Samsung Galaxy S8 có bản Windows 10 Mobile. Và đây có lẽ là mặt trái của những tin đồn, đó là không thể kiểm soát được tính xác thực. Motorola và Lenovo hôm nay đã chính thức cho ra mắt Moto Z2 Play với ngoại hình không thay đổi nhiều, chỉ tập trung vào nâng cấp sức mạnh phần cứng cùng với đó là thêm nhiều Moto Mousse. Moto Z2 Play về cơ bản có thiết kế giống với Z Play năm ngoái, chỉ khác là phần cảm biến vân tay phía trước giờ sẽ trở nên hữu dụng hơn với đa chức năng. Vuốt sang trái để quay trở về, sang phải để mở ứng dụng, gần đây hay nhấn về Home, tức là một phím kiêm luôn thành chức năng quen thuộc của Android. Về cấu hình so với chiếc Moto Z Play đầu tiên thì chiếc Z2 Play chỉ là một bản nâng cấp nhẹ với màn hình 5.5 inch, Full HD, CPU Qualcomm Snapdragon 626, RAM có tùy chọn 4GB, bộ nhớ trong 64GB, pin 3000 mAh cho phép hoạt động lên tới 30 giờ và là một cái lùi so với chiếc Z Play đi trước với pin là 3150 mAh cho khoảng 50 giờ dùng. Thiết bị trang bị camera chính 12 megapixel dual pixel khẩu độ f/1.7, camera trước 5 megapixel f/2.2 với flash landscape. Bên cạnh màn ra mắt của Z2 Play thì Motorola cũng bổ sung thêm một số phụ kiện Moto Mousse đáng chú ý, bao gồm là JBL Sound Boost 2. Chu loa mới này có thêm 3 màu, có lớp phủ vải chống bám nước và đi kèm với ứng dụng JBL cho phép người dùng tùy chỉnh hệ thống và can thiệp vào âm thanh phát ra nhiều hơn. Vỏ pin mở rộng Moto Turbo Power Pack mang đến tính năng sạc nhanh cho Z2 Play, cũng dung lượng pin cộng thêm 3490 mAh cho phép bạn sạc 50% pin chỉ trong 20 phút. Vỏ sạc Moto Style Shells với sạc không dây giúp thay đổi mặt lưng của Z2 Play và giờ đây thêm chức năng sạc không dây. Tay chơi game Moto Game Pass, đây là thứ mới mẻ thú vị nhất đi kèm với chiếc Z2 Play, cung cấp thêm 2 cần điều khiển joystick, 1 nút D-pad 4 chiều, 2 nút chức năng cạnh trên và 4 cụm nút cùng dung lượng pin đi kèm là 1035 mAh. Về giá bán, chiếc Moto Z2 Play sẽ được đề xuất với mức giá là 499 USD với thời gian chính thức bán dự kiến là cuối mùa hè này. Motorola sẽ bán Moto Z2 Play qua nhà mạng Verizon và bạn không qua mạng sẽ được bán trực tiếp trên website của Motorola. Giá bán là khoảng 499 đô, thời gian bán sẽ là vào cuối mùa hè này. Và trước khi khép lại bản tin Daily ngày 2 tháng 6 thì có lẽ là các bạn chưa biết, ngay tại Mac Mobile thì với mỗi khách hàng mua một sản phẩm iPhone sẽ được tặng một lốc Coca gồm 6 chai nhựa. Vì vậy hãy mau đến với Mac Mobile để giải nhiệt mùa hè nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.